Kể từ khi ra mắt dòng Momentum True LED, Sennheiser đã khẳng định được chất âm hàng đầu của mình. Cả hai thế hệ Momentum True LED luôn được xếp vào danh sách những chiếc tai nghe True LED hay nhất trên thị trường. Có thể nói là sau khi chinh phục xong phân khúc True LED siêu cao cấp, thì người khổng lồ Sennheiser đã chính thức nhúng tay vào phân khúc thấp hơn, vẫn thuộc dạng cao cấp nhưng lại có sự cạnh tranh khốc liệt hơn hẳn từ những đối thủ như là Apple, Sony hay là Jabra. Mẫu tai nghe mà Sennheiser mang đến cuộc chơi này chính là chiếc CX400BT với giá bán lẽ rẻ hơn Momentum True LED 2 tới 3 triệu đồng nhưng lại được trang bị màn loa 7mm bê nguyên từ chính chiếc Momentum True LED 2 xuống. Và để xem Sennheiser có đủ khả năng để tiếp tục trở thành bá chủ trong phân khúc với màn chơi lớn này hay không, xin mời các bạn theo dõi tiếp trong phần tiếp theo của video ngay sau đây. Có lẽ vì nằm ở phân khúc thấp hơn cho nên là Sennheiser không thể nào làm CX400BT trông đẹp hơn Momentum True LED 2 được. Thiết kế cây sạc của chiếc tai nghe này trông vuông vức và khá là bình thường. Điểm nổi bật của cây sạc chính là cái logo Sennheiser ở trên mặt được mạ chrome sáng bóng rất là đẹp. Ngoài ra phía sau lưng cây còn có một jack cắm USB-C và một nút bấm nhỏ, chỉ có tác dụng duy nhất là để kiểm tra thời lượng pin thôi. Thiết kế của cổ tai nếu chỉ tính riêng nửa phía trong á thì không khác gì chiếc Momentum True LED 2. Có lẽ là để tiết kiệm thời gian và tiền bạc nghiên cứu thì Sennheiser đã bê nguyên thiết kế cũ tai của Momentum True LED 2 sang chiếc CX400BT này, chỉ thay đổi là một chút ở nửa bên ngoài. Thay vì được làm dạng hình tròn á thì nay sẽ được làm hơi vuông lại một chút. Mặt cảm ứng thay vì dạng vân gợn sóng thì giờ được làm phẳng và được sơn bóng luôn. Cả cây sạc và tai nghe thì cùng dùng chung chất liệu nhựa nhám mịn, cầm nó khá là thích tay, nhưng mà mình thấy nó hơi bị trơn trong quá trình sử dụng á, thì mình xém làm rơi tai nghe mấy lần khi lấy ra khỏi cây sạc như nè. Tai nghe thì được giữ vào cây sạc bằng 500, rất là chắc chắn, chỉ cần để tai nghe lại gần là tự động hít vào luôn, không cần phải chỉnh lại gì, chỉnh tới chỉnh lui trong cái cây sạc nữa. Với giá bán vào khoảng hơn 5 triệu đồng á, nghe thì có vẻ rẻ hơn kha khá so với lại Momentum True Wireless 2, nhưng thực tế là vẫn cao hơn hầu hết các mẫu tai nghe True Wireless cao cấp như là Sony WF-1000XM3 này, hay Jabra Elite ACTi 75T, và có thể coi như là tương đương với chiếc AirPods Pro của Apple. Với giá bán này á, thì dĩ nhiên là mình sẽ hy vọng có một chiếc tai nghe chất lượng hoàn thiện ít nhất là bằng hoặc là hơn so với các loại tai nghe kế trên. Thực tế á, khi cầm trên tay thì mình thấy mức độ hoàn thiện của CX400BT là tương đương với lại Momentum True Wireless 2. Tức là dù được làm rất cứng cáp nhưng các chi tiết trên cây sạc và các mối nối trên tai nghe theo mình thấy là chưa thực sự được trau chuốt cho lắm. Cái này có thể là do mình đang soi hơi bị kỹ thôi. Nhưng mà cũng phải nói là về mức độ hoàn thiện thì mình đánh giá cao Sony, Jabra và Apple hơn. Có một chi tiết nhỏ nhưng mình thấy khá là thích ở chiếc CX400BT này, đó là nắp của tai nghe đóng khá là êm. Cái này là nhờ ngay dưới phần 500 để giữ nắp có một cái miếng đệm này, giúp cho tiếng đóng nắp rất là đã tai. Mọi người có thể nghe thử nha. Đây là tiếng đóng nắp của CX400BT này. Đó, mình sẽ chỉ cho cái mic cho bạn nghe. Cái này là của WF-1000XM3 này. Cái này là của Apple AirPods Pro nè. Còn cái này là của Elite 75T nè. Đó, các bạn có thể nghe thử và tự đánh giá xem thử là cái tiếng nào nghe hay nhất nha. Mình thì mình thích cái tiếng của CX400BT nhất á. Vì có kích thước và phần nửa trong bám vào vành tai được bê nguyên si từ Momentum True Wireless 2 sang, cho nên là cảm giác đeo của CX400BT cũng được thừa hưởng từ đàn anh của mình. Tức là dù được thiết kế trông khá là đơn giản nhưng mà CX400BT đeo vẫn rất là thoải mái và rất khích tai. Kích thước của tai không quá lớn và trọng lượng cũng rất là nhẹ, chỉ khoảng 6g cho một bên tai so với 8,5g của WF-1000XM3. Cho nên là khi đeo lên tai, CX400BT cho cảm giác bám tai rất là chắc chắn và không bị cấn tai nhiều. Tuy nhiên nếu để so sánh về độ thoải mái khi đeo thì mình vẫn đánh giá cao dòng Jabra Elite 75T và AirPods Pro nhờ thiết kế mềm mại và gọn gàng hơn. Nếu cho AirPods Pro 10 điểm thì Elite 75T sẽ được 9 điểm, còn CX400BT theo mình ít nhất cũng phải được 8 điểm ở mức độ thoải mái. Góp phần vào cảm giác đeo khá thoải mái và fit tai của CX400BT đó là nhờ Sennheiser đã thiết kế ống thoát âm rất là ngắn và nhỏ gọn cho chiếc tai nghe này, hạn chế hiện tượng cấn vào ống tai nếu nhét sâu, không gây cảm giác khó chịu khi đeo trong thời gian dài. Đi kèm với tai nghe có tổng cộng 4 kích thước nút tai, từ siêu nhỏ cho tới siêu to, chắc chắn là đủ để phù hợp với đại đa số người dùng. CX400BT được trang bị điều khiển bằng cảm ứng hoàn toàn, thao tác cảm ứng rất là nhạy và chính xác. Mặc dù vẫn không thích điều khiển bằng cảm ứng nhưng mà mình rất thích cách mà Sennheiser làm.
Đó là mỗi khi chạm vào cảm ứng thì sẽ có một tiếng bíp nhỏ phát ra, giúp người dùng biết được là lệnh bấm đã nhận hay chưa, không cần phải đoán kiểu hên xui như trên các loại tai nghe dùng cảm ứng khác. Nhưng cái hay nhất ở đây đó là tiếng bíp này sẽ thay đổi âm sắc theo từng lệnh bấm, và độ trễ của tiếng bíp cũng rất là thấp, gần như là tức thời so với thao tác chạm, giúp mình điều khiển các chức năng chính xác hơn rất là nhiều. Mặc định mỗi bên tai sẽ đảm nhận các chức năng cảm ứng khác nhau và có thể thay đổi được bằng phần mềm Smart Control đi kèm trên smartphone. Dù được trang bị chuẩn Bluetooth 5.1 mới nhất hiện nay, nhưng có một điều hơi đáng tiếc, đó là CS400BT vẫn không thể kết nối cùng lúc với nhiều thiết bị và không thể sử dụng độc lập hai bên tai được. Muốn kết nối với thiết bị mới thì phải ngắt kết nối thiết bị cũ, và khi kết nối thì bên phải vẫn là bên tai chính, còn bên trái sẽ là tai phụ. So với Momentum True Wireless 2 thì CS400BT đã bị lược bỏ đi hai tính năng lớn, đó là khả năng chống ồn chủ động và cảm biến tiệm cận giúp tự động dừng nhạc khi lấy tai nghe ra khỏi tai. Thực sự đối với mình, chống ồn chủ động thì nó cũng không quá quan trọng trong quá trình sử dụng hàng ngày. Có lẽ tính năng này sẽ hữu dụng hơn với những anh em hay đi du lịch bằng máy bay, tàu xe rồi thôi. Chứ mình thường thì chỉ nghe nhạc ở văn phòng, quán cà phê hoặc là nghe ở nhà. Khi mở nhạc lên thì gần như cũng đã không nghe thấy tiếng môi trường nữa rồi. Vì vậy chống ồn chủ động có thể bị lược bỏ để ưu tiên cho chất âm thì mình cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên chức năng tự động dừng và chơi nhạc bằng cảm biến tiệm cận mà bị lược bỏ đi thì mình thấy nó khá là đáng tiếc. Vì ngay cả trên những chiếc tai nghe giá rẻ hơn khá nhiều như là Jabra Elite 75T hay là như chiếc Sony WF-1XM3 thì cũng vẫn được trang bị chức năng rất là hữu dụng này. Một phần để giúp tiết kiệm pin, phần còn lại là để hạn chế tình trạng hết pin do quên tắt nhạc khi tháo tai nghe ra, mà cái này thì mình rất là hay bị. Micro của CS400BT cũng chỉ là loại bình thường thôi, không có chống ồn chủ động và cũng không có công nghệ hỗ trợ gì đặc biệt, cho nên mọi người cũng không nên kỳ vọng quá là nhiều vào chất lượng đàm thoại của chiếc tai nghe này. Nếu chỉ sử dụng để nghe gọi bình thường ở nhà hay là trong văn phòng thì không vấn đề gì. Còn với những anh em ưu tiên chất lượng đàm thoại lên hàng đầu, nhất là ở trong những môi trường tiếng ồn phức tạp, thì có lẽ là AirPods Pro và Jabra Elite 75T sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn. Như mình có nói lúc nãy, đó là CS400BT vẫn sẽ tương thích với phần mềm Smart Control của Sennheiser mà mình rất là thích, vì có giao diện rất là đẹp, đơn giản và dễ sử dụng. Phần mềm này cho phép người dùng chuyển qua lại kết nối giữa các thiết bị, tùy chỉnh chức năng cảm ứng trên từng tai và dĩ nhiên là cho phép tùy chỉnh EQ. Nhưng mà cũng phải nói đó là chức năng thay đổi EQ của Sennheiser thường bị đánh giá khá là dị. Giao diện mặc định thì trông hơi khó hiểu một chút. Người dùng sẽ thay đổi chất âm bằng cách kéo cái điểm tròn tròn lên xuống qua lại để nhấn vào cái dải nào mà mình thích. Phần còn lại thì phần mềm sẽ tự tinh chỉnh để hài hòa chất âm. Còn nếu muốn chỉnh kiểu truyền thống thì App Smart Control chỉ cho phép chỉnh độc lập 3 dải bass, mid, treble, chứ không có cho tùy chỉnh chi tiết hơn ở nhiều dải tần khác nhau. Pin của CS400BT theo như hãng công bố là có thể nghe liên tục được 7 tiếng và thêm 13 tiếng nữa khi đi kèm với cây sạc. Để sạc đầy pin thì sẽ mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Tai nghe cũng có hỗ trợ sạc nhanh 10 phút để sử dụng được 1 tiếng đồng hồ. Hơi tiếc một chút đó là CS400BT lại không hỗ trợ chống nước, cho nên nếu mọi người có ý định mua về để sử dụng thường xuyên khi tập luyện thể thao thì có lẽ là nên cân nhắc chuyển qua các dòng tai nghe chuyên dụng có chống nước của Jabra, Sony hay là Apple. Còn nếu chỉ thể thao theo kiểu như là đi bộ buổi sáng, tập yoga, fitness nhẹ nhàng thì mình nghĩ chắc là cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Rồi, giờ tới phần quan trọng nhất của video này đây, đó chính là phần đánh giá chất âm. Nhắc lại chuyện chiếc tai nghe này rẻ hơn tới 3 triệu mà lại dùng chung màn loa 7mm với Momentum True Wireless 2, chắc là mọi người ai cũng sẽ rất là kỳ vọng chất âm của CS400BT sẽ tuyệt vời như đàn anh của mình, đúng không? Và mình cũng khẳng định luôn, đó là chất âm của CS400BT thực sự rất xuất sắc, chắc chắn sẽ không làm bất cứ ai phải thất vọng khi nghe thử chiếc tai nghe này. Âm trường của tai nghe rất là rộng rãi, thoáng đãng và định vị nhạc cụ rất là tốt. Dải mid và treble của CS400BT phải nói là vô cùng chi tiết, tự nhiên và bóc tách nhạc cụ cực kỳ tuyệt vời, ngay cả trong những bản thu phức tạp và nhiều nhạc cụ nhất. Độ chi tiết và thêm một chút gai góc của dải treble cùng dải mid hơi nhấn nhẹ vào hai mid giúp thể hiện tối đa những âm thanh nhỏ nhất, khó nghe nhất của nhạc cụ, giúp người dùng không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào của bản nhạc. Tuy nhiên với kiểu treble này thì những bản thu lỗi hoặc bị nhiễu nền sẽ được bộc lộ ra rất là rõ, khiến cho nhiều anh em chưa nghe quen có thể sẽ lầm tưởng là tiếng của tai nghe bị xì hay là bị rè, nhưng thực ra đây chính là tiếng của bài nhạc mà trên các loại tai nghe khác ít nghe ra được. Nói một cách công bằng thì dải mid của CS400BT có thể so sánh được với Momentum True Wireless 2, nhưng mà dải treble thì mình vẫn đánh giá chiếc flagship của Sennheiser hay hơn một chút vì ít bị gai góc hơn và lên tới hơn. Còn nếu để so sánh với WF-1XM3 thì mình thấy treble của WF-1XM3 hiền hơn và dải mid thì hơi nhấn vào low mid, cho nên là có cảm giác làm cho tiếng nó hơi bị tối hơn một chút. Khác biệt rõ ràng nhất là ở một số bản thu thì CS400BT nghe rất là rõ tiếng nhiễu nền
còn WF1XM3 thì ít nghe thấy hơn hẳn. Bên cạnh giải chép cực kỳ ấn tượng thì giải bass của CX400BT có lẽ là giải tạo nên sự khác biệt lớn nhất so với phần còn lại trong phân khúc tai nghe True Wireless tầm 5 triệu đổ lại này. Đây cũng là giải mà theo mình CX400BT đủ sức cho cả WF1XM3 lẫn Jabra Elite 75T hít khói. Ngay bản thu Hotel California Live năm 1994, sau đoạn dạo guitar tới đoạn tiếng trống kích phải nói là quên sầu luôn, đã nhắc nào ra nhắc đó, cực kỳ mạnh mẽ và sâu lắng. Ngoại trừ Momentum True Wireless 2 ra thì mình chưa từng nghe qua chiếc tai nghe True Wireless nào có giải bass là mình ấn tượng như chiếc tai nghe này. Nhất là khi so sánh với các tai nghe cùng phân khúc như kiểu bass của WF1XM3 thì cảm giác sẽ hơi thiếu lực và chiều sâu, còn bass của Elite 75T thì lại hơi nhiều và kéo đuôi, lấn sang cả giải mid. Nói chung lại, tổng thể chất âm của CX400BT rất phù hợp để đánh tạp nhiều thể loại và mang lại cảm giác rất high-end nhờ âm trường rộng rãi, độ chi tiết và bóc tách cực kỳ tốt, cộng với giải bass uy lực được kiểm soát tuyệt vời. Nếu như bạn không phải là một người quá nhạy cảm với giải chép hoặc không thích nghe chép thì có thể nói cầm 5 triệu trên tay, đây có lẽ là một trong những chiếc tai nghe True Wireless có chất âm tốt nhất mà mọi người có thể mua được ở thời điểm hiện tại. Mặc dù thiếu đi một số tính năng khá là hữu dụng mà các đối thủ cùng phân khúc đang có như là chống ồn chủ động hoặc là tự động dừng nhạc bằng cảm biến tiệm cận, nhưng có thể nói chất âm của CX400BT đã bù đắp lại tất cả. Chiếc tai nghe mà mình review ngày hôm nay là đồ mình được cho mượn thôi. Nhưng nếu có ai hỏi mình sẽ mua tai nghe True Wireless gì ở thời điểm hiện tại trong khúc này thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn CX400BT để nghe hàng ngày. Còn nếu để tập luyện thể thao thì mình sẽ chọn Jabra Elite Acti 75T. Sony WF1XM3 thì dù tiếng cũng rất là hay và lại có nhiều chức năng nữa, nhưng vì mình đeo mãi vẫn không thấy thoải mái cho nên là mình sẽ không chọn chiếc tai nghe này. AirPods Pro thì chắc là ai cũng biết là chất âm chưa thể so sánh được với các tai nghe cùng phân khúc rồi. Tuy nhiên như mình nói hồi nãy, anh em nào có nhu cầu đàm thoại thường xuyên thì hiện tại vẫn khó có hãng nào qua mặt được Apple. Rồi, và đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ tới mọi người trong video ngày hôm nay về chiếc tai nghe CX400BT rất là tuyệt vời này. Tất cả đánh giá trong video đều là cảm nhận cá nhân của mình. Mọi người muốn tự đánh giá chính xác hơn thì mình vẫn luôn khuyên là nên đi nghe thử thực tế để tự quyết định nha. Còn nếu mọi người quan tâm tới giá cả và nơi bán á, thì mình có để link ở bên dưới phần description để mọi người tiện tham khảo nha. Cuối cùng, nếu có bất cứ thắc mắc gì, mọi người có thể để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp sớm nhất có thể. Còn bây giờ, xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe nếu thấy video hữu ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye.